Số mệnh an bài, ba con giáp, vận đỏ như son, cơ hội trúng số độc đắc, tiền tỷ nhất chật kép trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch năm 2024. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết mỗi người nằm trong mỗi cung mệnh khác nhau, và có người sinh ra cũng đã gặp được những cái may mắn, đúng không ạ? Và đôi khi ở cái thời điểm này thì làm ăn thất bát, tán gia bại sản, nhưng lại có người cứ sinh ra thì lại được thần tài bát lộc, làm một thì được 10, tiền bạc cứ ùn chạy về chật kép, thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời trở thành đại gia ngay tức khắc. Theo các chuyên gia tử vi học thì chúng ta đang ở giữa cái vũ trụ bao la, và cái vận mệnh của con người cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái vị trí của các thiên tinh, bao gồm các cát tinh và cái hung tinh. Từ đó mà các bậc thầy tử vi có dự đoán cho rằng có 3 con giáp trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch sẽ nhận được lộc trời ban, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, thành công nối tiếp thành công, từ tiền bạc, công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên thì đều được viên mãn, bước qua những cái tháng ngày vô cùng là vui vẻ, hạnh phúc. Và nếu như mà những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội ấy, thì chắc chắn sẽ giàu có đổi đời, tiền bạc phủ phê tiêu xài cũng không bao giờ phải nghĩ. Nhưng sẽ rất là đáng tiếc cho ai nếu như mà bỏ lỡ mất cái cơ may hiếm có này. Vậy thì đó là những con giáp nào? Và các bạn có thuộc một trong những con giáp may mắn đó không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 5 ngày trước rằm, đó chính là: một là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, trong 5 ngày trước rằm thì cái vận trình của những người tuổi Tỵ cũng có nhiều cái dấu hiệu phát triển tích cực, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa. Vậy nên là công việc của những người tuổi Tỵ nói chung là cũng được thuận lợi hanh thông, sự nghiệp thì cũng gặt hái được không ít những cái thành công lớn lao, mang về cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Trong thời gian này các kế hoạch dù là mới thì cũng sẽ có những cái diễn biến rất là tích cực. Các bạn không cần phải quá lo lắng, quá vất vả mà vẫn có thể đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Nhìn chung ấy, mọi việc nó bắt đầu đi vào cái guồng quay, đòi hỏi các bạn cần phải có sự tập trung để mà phát huy ở cái mức cao nhất. Bên cạnh đó, cái sức sáng tạo của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng được dịp để thể hiện, đưa ra được nhiều cái ý kiến hữu ích cho cái công việc và được đánh giá rất là cao. Dù đôi khi thì vẫn có những cái ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Tỵ hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy cái thời cơ thăng tiến trong cái thời gian này. Có như vậy thì cái vận xui phải chịu nói chung là cũng sẽ giảm bớt đi. Bên cạnh đó, trong cái tháng 6 âm lịch này thì gia chủ cứ kiên trì thì chắc chắn cũng sẽ đạt được những kết quả như ý muốn. Dù là những người làm công ăn lương, hay là những người làm kinh doanh buôn bán, hay là làm chủ doanh nghiệp vân vân, thì cũng đều có cơ hội. Đấy, miễn là quý vị có cái sự nỗ lực và có cái sự cầu tiến. Giai đoạn này quý vị đừng bỏ lỡ những cái thời cơ tốt đẹp đang đến với mình quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì do công việc nó thuận lợi nên là cái tài lộc của những người tuổi Tỵ theo đó mà cũng được khởi sắc. Các mối quan hệ tốt đẹp nó cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Những người buôn bán kinh doanh sẽ nhận được rất nhiều cái đơn hàng và cũng sẽ rất bận rộn và ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn, mở rộng cái quy mô sản xuất kinh doanh đầu tư của mình, thu về cái nguồn lợi khổng lồ. Tất nhiên là áp lực là thứ không thể thiếu trong bất kỳ cái công việc nào cả. Chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả. Xong, những người tuổi Tỵ cũng gì dám chấp nhận những cái thử thách để đi đến thành công và đạt được cái thứ mà mình mong muốn. Thêm nữa, thời gian này xuất hiện của các cát tinh nó cũng thôi thúc những người tuổi Tỵ xông xáo hơn, chủ động tiên phong làm mọi việc. Điều đó đồng nghĩa là những người tuổi Tỵ cũng sẽ có một cái thời điểm bận rộn
nhưng bù lại lại gì, có nhiều cái cơ hội để khẳng định được bản thân. Hơn nữa, những người tuổi Tỵ cũng có thể tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm việc gì cũng chu toàn, đến nơi đến chốn. Thêm nữa, cái vận quý nhân nó cũng khá là vượng, và lại được cái cát tinh với chiếu mệnh nữa. Vậy nên là trong thời gian này, cái tỷ lệ thành công của những người tuổi Tỵ trong công việc cũng rất là cao. Bên cạnh đó, công việc nó hanh thông, nó dẫn đến vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ cũng có những cái bước đột phá mới. Trong thời gian này thì cái công việc nó thuận lợi, nên là tài lộc nó cũng có những cái khởi sắc. Đấy, cái thu nhập chính có dấu hiệu tăng. Đấy, tiền bạc thì nó cũng gia tăng đều đặn. Ngoài ra, những người tuổi Tỵ còn có nhiều cái khoản thu nhập phụ, kinh doanh buôn bán thì đều có những cái tin vui nó báo về. Bên cạnh đó, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, những người buôn bán kinh doanh cũng sẽ rất bận rộn và ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn, mở rộng cái quy mô sản xuất và thu về không ít cái lợi nhuận khổng lồ. Bên cạnh đó, trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch thì lại gì, có cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó song hành giúp đỡ cho những người tuổi Tỵ làm gì cũng được hanh thông thuận lợi. Chính tài và thứ tài thì đều có cái thu hoạch nhất định, kiếm được nhiều và nhanh hơn. Có điều là thời gian này thì nó vẫn vướng phải một vài cái hung tinh. Tuy nhiên mà là cái cát khí nó đang vượng, đâm ra ấy là nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ đẩy lùi những hung tinh khó khăn đó. Nên là gì, mặc dù vậy nhưng mà quý vị cũng nên chú ý nhé, những người làm kinh doanh thì cũng nên lưu ý cái này, mọi thứ theo đúng kế hoạch và thận trọng từng bước một để tránh những cái sai sót đấy và nhận những cái trái đắng. Vì vậy trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công danh, sự nghiệp nó thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó ùn kéo đến, thì nói chung ấy, trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch, vận trình tình cảm cũng có nhiều cái tin vui nó báo về, và các mối quan hệ thì ngày càng thăng hoa, vợ chồng thì hạnh phúc, mọi cái nút thắt thì đều được mở ra, khiến cho tâm tư của những người tuổi Tỵ nói chung ấy cảm thấy vui vẻ hơn và làm gì cũng được thuận lợi. Bên cạnh đó, trong thời gian này các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu cũng sẽ đi đến những cái quyết định mới về cái mối quan hệ của mình. Trải qua nhiều cái thử thách thì cả hai cũng đã gì, chắc chắn về cái tình cảm của bản thân, có thể xem xét để ra mắt gia đình hai bên và dần dần tính đến cái chuyện là hôn nhân. Bên cạnh đó, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, nó cũng sẽ mang về nhiều cái may mắn cho các cặp vợ chồng. Đấy. Và với những người độc thân thì cái cơ hội nó cũng đang tới. Các bạn hãy tạm ngưng những công việc lại và gì, chuẩn bị cho mình những cái cơ hội để mà tăng tiến trong tương lai. Tích cực đi giao lưu gặp gỡ thì các bạn cũng sẽ tìm được ý chung nhân, cũng như là gì, khiến cho cái mối quan hệ nó ngày càng được tốt đẹp lên. Nói chung ấy, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc nó ổn định. Vậy nên là cái sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng gì cũng được ổn định, không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Lại thêm được cục diện ngũ hành tương sinh nữa, vậy nên nó cũng sẽ giúp cho tinh thần của những người tuổi Tỵ được phơi phới, gì thể chất thì ổn định, hầu như là không phải lo lắng cái điều gì. Nói chung ấy, cái trạng thái tinh thần nó phấn chấn, nó khiến cho những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn. Đấy, sức khỏe thì cũng tốt, nếu mà gặp bệnh tật gì thì cũng dễ chữa khỏi. Tuy nhiên ấy, thì quý vị cũng nên chú ý đến cái bản thân mình nhé, tránh mà làm việc lao động một cách quá sức, kẻo cái vận may nó lại bị gì, bị biến mất và quý vị dễ mắc những bệnh tật. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung là trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch ý, thì nó cũng dự báo hàng loạt những cái tin tức tích cực nó sẽ đến với những người tuổi Mão trong thời gian này, đặc biệt là cái phương diện công danh sự nghiệp. Nói chung ấy, những người tuổi Mão sẽ gì có được nhiều cái may mắn
Khi mà cái vận trình nó được khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác là suôn sẻ hơn, hanh thông hơn. Thêm nữa, lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ ở bên, và có cát tinh nó trợ mệnh, vậy nên là nó cũng sẽ giúp cho những kế hoạch của những người tuổi Mão được tiến triển êm xuôi, hanh thông thuận lợi. Cái cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt những người tuổi Mão sẽ được giao phó cho những cái trọng trách quan trọng, thể hiện cái vị thế của mình cho tập thể. Bằng cái sự thông minh, cái sự sáng tạo của mình thì các bạn cũng khẳng định được cái vị trí của mình trong công ty và gặt hái được không ít cái thành công rực rỡ. Công việc như ý, tăng lương, tăng thưởng là điều hiển nhiên. Cấp trên cũng ngày càng dành nhiều cái sự ưu ái dành cho các bạn, khi mà luôn tạo ra cái cơ hội để các bạn trở thành những cái tầng lớp kế cận lãnh đạo. Bên cạnh đó, cái vận quý nhân nó cũng vượng, nó cũng sẽ giúp cho quý vị gặp nhiều cái may mắn. Đặc biệt trong thời gian này, cái quý nhân nó cũng sẽ xuất hiện, mang lại cho những người tuổi Mão ấy nhiều cái sự trợ giúp, mang cái tính chuyển biến đấy. Và nhờ vậy mà các bạn có thể tự tin đấy, theo đuổi cái lý tưởng của mình và theo đuổi cái kế hoạch từ đầu năm đến giờ. Bên cạnh đó, cái vận quý nhân nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mão trong thời gian này, thì nếu mà ai đang còn bế tắc thì cũng sẽ tìm được cái lối đi riêng cho mình. Dù khó khăn trở ngại đến đâu đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp êm đẹp. Và bản mệnh cũng phải cần gì? Cố gắng nắm giữ cái cơ hội tốt, tận dụng cái thời cơ dành cho mình. Có thể thấy, sau những cái vấp ngã ở thời gian trước đó thì những người tuổi Mão nói chung ấy, trong thời gian này cũng gì lấy lại được cái phong độ của mình. Khó khăn với các bạn cũng chỉ mang tính chất tạm thời, vì các bạn không bao giờ chấp nhận là cúi đầu bỏ cuộc. Càng gian truân thì lại càng gì muốn đương đầu để khai phá cái tiềm năng của bản thân. Thì ngoài ra, những người tuổi Mão trong thời gian này làm gì cũng sẽ có được cái phần thuận lợi hơn. Nên là quý vị hãy gì tranh thủ tiến hành các việc lớn như là khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh, công ty hay là sản xuất vân vân, và triển khai những dự án mới. Thì ngoài ra, các bạn vẫn nên thận trọng với một vài cái hung tinh nó có thể xuất hiện trong thời gian này. Tuy là mức độ ảnh hưởng nó không quá lớn, nhưng mà nó cũng gây ra những hậu quả khiến cho những người tuổi Mão cũng phải là này, cảm thấy là phải khó xử đấy. Bên cạnh đó thì công việc nó hanh thông ấy, nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão có những cái điều kiện thuận lợi hơn hẳn đấy. Không chỉ cái thu nhập chính mà cái thu nhập phụ thì cũng có cái dấu hiệu gia tăng đáng kể. Thêm nữa, trong thời gian này được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại được cát tinh chiếu mệnh, nên những người tuổi Mão cũng sẽ nhận được không ít cái tin vui, không ít cái sự hậu thuẫn trong công việc. Nhờ vậy mà các bạn có thể phát huy cái phong độ, giành lấy những gì xứng đáng đến với mình. Vì vậy mà cái việc thăng chức tăng lương hoàn toàn là nằm trong tầm tay của các bạn, của những người tuổi Mão. Nếu như mà các bạn đủ chăm chỉ, đủ nỗ lực. Thêm nữa, những người tuổi Mão hãy cứ mạnh dạn đề xuất cái mức lương, cái mức thưởng phù hợp với công sức mà mình đã bỏ ra. Trong khi đó, những người làm ăn kinh doanh thì cũng thu về nhiều cái lợi nhuận nhờ cái đầu óc tính toán tài tình của mình. Cái cơ hội hợp tác làm ăn trong thời gian này nó cũng khá là gì? Khá là nhiều. Ra ngoài thì có quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là ấy, nó bớt đi rất nhiều những khó khăn đấy. Thêm nữa, trong thời gian này quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị cũng phải luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Bên cạnh đó thì cũng bởi những người tuổi Mão biết cân đối cái kế hoạch tài chính chi tiêu, nên cũng tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy mà các khoản tích cóp của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng sẽ được tăng lên mỗi ngày đó. Không những là công danh sự nghiệp nó thuận lợi, mà cái vận trình tình duyên gia đạo của những người tuổi Mão cũng gì có rất nhiều cái tin vui nó báo về. Dù là những người có đôi có cặp, hay là những người đang làm công ăn lương, hay là những người đang độc thân ấy, thì cũng sẽ trải qua những cung bậc tình yêu ngọt ngào.
Với những người độc thân thì cái vận đào hoa lúc này nó vượng. Không khó để cho các bạn tìm được những cái đối tượng ưng ý cùng nhau yêu thương và chia sẻ với cuộc sống này. Chỉ cần các bạn chịu hạ bớt cái tiêu chuẩn một chút thì các bạn sẽ nhận ra vốn dĩ cái tình yêu nó luôn ở bên cạnh mình. Nếu mà có người tiếp cận trong thời gian này thì các bạn hãy mạnh dạn chủ động nắm bắt lấy cơ hội, nắm bắt lấy cái hạnh phúc cho chính bản thân mình. Thêm nữa, trong thời gian này thì các cặp đôi cũng đã biết cách vun vén cái mối quan hệ, nên là hiếm khi xảy ra những cái chuyện tranh cãi. Nếu tình cảm đã được ở cái giai đoạn ổn định rồi thì cả hai cũng nên tính toán đến cái chuyện là hôn nhân đại sự. Thêm nữa, trong thời gian này thì các cặp vợ chồng cũng đã hóa giải đi những cái mâu thuẫn, những cái xung khắc trước đó, nhờ đã biết đặt mình vào vị trí đối phương mà suy nghĩ. Bên cạnh đó thì cái sức khỏe của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng là một cái tháng mà khá là vượng đó. Vậy nên là công việc, tình cảm, tiền bạc và sức khỏe thì đều được hanh thông thuận lợi, khiến cho những người tuổi Mão có thể yên tâm mà công tác. Bên cạnh đó lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, và có thêm một vài cái cát tinh nó tác động, nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình nó được đi theo đúng đường, đúng hướng. Những người tuổi Mão cũng sẽ tự tin về cái sức khỏe của mình và có những cái hành động mà rất là tích cực. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên tích cực luyện tập thể dục thể thao, tham gia vào những cái câu lạc bộ, hoặc là tìm kiếm cho mình những cái thời gian nghỉ ngơi giải trí để giảm bớt những căng thẳng hoặc là những cái mệt mỏi trong cuộc sống đó. Đó là những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch thì cái phương diện công danh sự nghiệp của những người tuổi Hợi cũng được dự báo là có nhiều cái điều hanh thông thuận lợi hơn. Tất cả đều là nhờ có quý nhân đứng đằng sau tương trợ giúp đỡ, và cái cát tinh nó xoay dọi, nó khiến cho cái vận trình được hanh thông hơn. Bên cạnh đó, cái cát tinh nó cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này, nó mang đến cho những người tuổi Hợi những cái sự hậu thuẫn vô cùng là to lớn. Con giáp này có thể có nhiều cái sự tiến triển vượt bậc, gặt hái được nhiều cái thành tựu vẻ vang. Tư duy logic của các bạn trong thời gian này cũng càng nhạy bén hơn. Làm việc thì có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc nó dồn đống lại nữa. Trái lại, xử lý việc nào ra việc nấy, con giáp này có thể ra là thể hiện được cái khả năng sắp xếp tài tình của mình trong công việc đấy. Lại được nhờ có cái cát tinh nên là cái tinh thần của những người tuổi Hợi cũng sẽ trở nên lạc quan hơn, vui vẻ hơn, và các bạn cũng sẽ dễ dàng tìm được cái cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối mặt với những thử thách đặt ra ở cái thời điểm này. Với cái tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi trong thời gian này nói chung là dễ dàng giành được cái sự tin tưởng của cấp trên, của cấp dưới và của đồng nghiệp. Nhờ vậy mà các bạn cũng có thể được cất nhắc lên những cái vị trí xứng đáng hơn với cái năng lực của mình. Không chỉ vậy, quý nhân còn giúp cho những người tuổi Hợi gây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Các bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác nên là cũng được những người khác giúp đỡ khi mà gặp phải những khó khăn. Thêm vào đó, các bạn còn có cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những cái hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung ấy, trong cái thời gian này thì dù việc lớn hay việc nhỏ thì đều có những cái thành công rực rỡ. Mọi cái nỗ lực cố gắng của những người tuổi Hợi cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Tuy vậy, cũng vì có lợi thế hơn nên là đôi lúc ấy, những người tuổi Hợi cũng có những cái suy nghĩ và những cái hành động có phần là thái quá, khó tiết chế được cái cảm xúc, thì đây cũng là cái rào cản duy nhất mà ngăn cản các bạn tiến đến cái thành công lớn lao hơn nữa. Bên cạnh đó, thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi, còn tất cả cái yếu tố còn lại là nhờ vào cái sự nỗ lực, cái sự khôn ngoan, cái sự khéo léo và cái khả năng nắm bắt thời cơ tài tình của các bạn. Vậy nên là các bạn hãy cẩn thận đấy trong công việc và cố gắng nỗ lực hết mình đi chăng nữa thì thành quả cũng sẽ đến. Thêm vào đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng có nhiều cái điểm sáng.
thu nhập thì ngày càng gia tăng, tài vận thì hanh thông, đấy, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư thì ngày càng nhiều. Cũng như là vậy mà cuộc sống của các bạn được đảm bảo hơn trước rất nhiều. Thêm nữa, quý nhân cũng sẽ báo hiệu là trong 5 ngày tới nó mở ra khá nhiều cái nguồn thu gì bất ngờ cho những người tuổi Hợi. Càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư thì lại càng dễ sinh lời sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cái sự cạnh tranh khá lớn. Xong gia chủ cũng đã gì chuẩn bị kỹ càng mọi kế hoạch, nên là gì bỏ vào túi không ít cái tiền của thiên hạ. Thêm nữa, cái các khí nó đang khởi vượng, nó còn mở ra nhiều cái cơ hội là hợp tác làm ăn. Và những người tuổi Hợi nhờ vậy mà có thể tìm được những cái đối tác khách hàng, cái đối tác đáng là tin cậy. Các bạn có những cái mối đầu tư đem lại cái lợi nhuận lớn, nắm giữ cái vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cái cơ hội mang cái tính bước ngoặt quan trọng nó đến trong cái thời gian này, thì những người tuổi Hợi cần phải gì tỉnh táo mà phán đoán cái tình hình một cách chính xác hơn. Chỉ cần các bạn luôn cẩn thận trong bất cứ cái quyết định nào và không chịu lùi bước trước khi bỏ cuộc ấy, thì cái phần thắng sẽ luôn nghiêng về phía các bạn, những người tuổi Hợi nhé. Thưa quý vị, trong thời gian này cũng để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc, cũng như là giúp cho cái việc làm ăn của quý vị được thuận lợi như ý, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, sự nghiệp thuận lợi, công việc hanh thông, tài lộc thì dồi dào. Cái vận trình tình duyên của những người tuổi Hợi cũng có những cái bước phát triển rực rỡ không kém. Khi mà cái vận đào hoa nó được khởi vượng, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa. Vì vậy mà trong thời gian này, cái chuyện nhân duyên với những người khác giới của những người độc thân ấy cũng khá là vượng. Đi đến đâu thì cũng được mọi người chào đón. Nhân cái cơ hội này, các bạn cũng nên chủ động mở rộng cái mối quan hệ xã giao. Cái cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp cũng khá là nhiều. Quan trọng các bạn có biết nắm bắt lấy cái cơ hội hay không mà thôi. Tuy nhiên, cái vận đào hoa nó vượng nó chỉ có lợi cho những người độc thân. Còn với những người mà đã có đầu có cặp ấy, thì cũng cẩn thận nhé, kẻo lại dính phải cái đào hoa sát. Trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải cẩn thận trong mọi hành động, trong mọi lời nói, thì cũng cần phải giữ cái chừng mực tránh để cho người khác hiểu lầm. Đó. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng thì trong thời gian này cũng hóa giải được hầu hết những cái mâu thuẫn. Con cái thì ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa. Đem ra là nó giúp cho gắn kết cái tình cảm được keo sơn hơn trước. Không có gì có thể lay chuyển được cái tình cảm của hai người. Bên cạnh đó thì cái sức khỏe của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng gì bình ổn, ít có chuyện ốm đau bệnh tật. Tuy vậy thì quý vị cũng cần phải cẩn thận nhé, tích cực luyện tập thể dục thể thao để nâng cao cái thể trạng cơ thể, cũng như là gì tích cực đi giao lưu gặp gỡ để mở mang thêm đầu óc, để cho gì trí tuệ nó được linh hoạt hơn, tránh nó bị bế tắc. Đặc biệt trong tháng này thì cũng là một cái tháng mà khá là may mắn với những người tuổi Hợi. Vậy nên là gì quý vị có thể tận dụng cái thời cơ này để mà gì gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch năm 2024. Và trong 5 ngày trước rằm tháng 6 âm lịch, chúng ta sẽ có 3 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Mão, 3 là tuổi Hợi. Đây là 3 con giáp dễ có cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.